Aquasalin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Xin kính chào quý vị. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sống Vui ngày hôm nay. Thưa quý vị, với thời tiết oi bức như thế này, đặc biệt là với những người ưa vận động chẳng hạn, thì việc tiết ra mồ hôi và có mùi hôi cơ thể là một điều rất là ám ảnh đúng không ạ? Và với cái chủ đề vô cùng tế nhị ngày hôm nay, thì Mỹ Vân mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một vị khách mời đặc biệt, đó là bạn Minh Trang. Tuy nhiên, trước khi trò chuyện cùng Minh Trang thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện của bạn ấy nhé. Bạn Minh Trang, năm nay 29 tuổi, bị mồ hôi và mùi hôi nách đã nhiều năm. Những khi thời tiết nóng nực hay vận động nhiều là mồ hôi và mùi hôi lại xuất hiện. Điều này khiến bạn cảm thấy tự ti và không dám giao tiếp với mọi người. Mình bị ra mồ hôi cũng như là có cái mùi hôi từ khi mà mình bước vào tuổi dậy thì. Nhất là khi mà trời nóng thì ra mồ hôi nhiều và khi mà mình vận động thì cái mồ hôi nó ướt đẫm nách áo và ngoài ra còn có cái mùi hôi nữa. Khiến cho mình cảm thấy là tự ti, rất là ngại giao tiếp với những người xung quanh. Dù đã tìm đến nhiều biện pháp dân gian lẫn hiện đại để điều trị chứng bệnh nan giải này, tuy nhiên các phương pháp này chỉ mang lại tác dụng trong thời gian ngắn, thậm chí còn mang đến cho Minh Trang những tác dụng phụ không mong muốn. Nhiều lúc mình cảm thấy rất là chán nản và mình đã tìm rất là nhiều những cái cách mà mình điều trị. Thế nhưng nó không hiệu quả, thậm chí là khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà lăn nách có chứa cồn á, là cái vùng da của mình nó bị khô, nó cái áo mình mặc á, mua bao nhiêu nó cũng bị ố vàng và cảm thấy là rất là chán nản khi mà sử dụng những cái sản phẩm như thế. Trong một lần xem truyền hình, Minh Trang có thấy các chuyên gia của chương trình Sống Vui tư vấn về việc sử dụng lăn nách không mùi, không cồn đến từ châu Âu Aquasalin để khắc phục hiệu quả tình trạng mùi hôi và tăng tiết mồ hôi vùng nách. Vì vậy, Minh Trang đã sử dụng lăn nách Aquasalin và kết quả khiến bạn vô cùng hài lòng. Giờ đây, bạn Minh Trang có thể thoải mái, tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người mà không còn lo lắng về mùi hôi và mồ hôi vùng nách. Qua phóng sự vừa rồi thì thấy rằng là bạn đã gặp rất nhiều những cái vấn đề phiền toái khi mà mình có cái tình trạng là tiết mồ hôi vùng nách đúng không? Và bạn đã có những cách xử lý như thế nào để thoát khỏi tình trạng này? Như là phóng sự vừa rồi mình bị từ tuổi dậy thì mà khi mà mình giao tiếp với mọi người mình rất là tự ti, thậm chí là khi mình muốn với tay hay phát biểu gì đấy mình không dám giơ lên và mình cũng tìm mọi cách để mình chữa trị cái chứng đó của mình như là da mồ hôi cũng như là mùi cơ thể. Mình sử dụng từ phèn chua đến chanh nhưng mà chỉ đỡ một thời gian thôi. Và sau đấy thì lại bị lại. Mình cũng đã rất là buồn và lo lắng. Đấy thì có những cái lúc mà mình mua rất là nhiều những cái loại lăn khử mùi. Nhưng khi mình dùng cái đấy thì nó có chứa cồn nên làm cho nách mình bị khô. Thậm chí là mình là học sinh, mình bị dậy thì từ thời đấy nên hay bị ố áo á. Hay phải đi đặt may những cái áo để mình phòng bị. Sau đấy thì mình xem truyền hình và được các chuyên gia tư vấn về sản phẩm lăn nách không mùi đến từ châu Âu là Aquasalin. Thì mình đã lấy số ở trên đấy mình gọi và được tư vấn. Mình được tư vấn rất là nhiệt tình và mình cũng được hiểu ra là cái sản phẩm Aquasalin thì nó có những hai dòng chuyên biệt cho cả nam lẫn nữ và nó rất là phù hợp với các mức độ nặng nhẹ. Cái thứ hai đấy là cái sản phẩm Aquasalin thì nó là xuất xứ từ châu Âu và được kiểm chứng rất là rõ ràng nên là rất là an toàn và để mình sử dụng lâu dài được. Mình đã đặt hàng về dùng thử và cảm nhận của mình đó là có hiệu quả ngăn mùi và mồ hôi ngay từ lần đầu tiên mình sử dụng. Nách của mình rất là khô thoáng, không còn mùi nữa và kéo dài được đến nhiều ngày và khác hẳn so với những cái sản phẩm trước đây mà mình dùng. Vậy từ khi sử dụng sản phẩm lăn nách Aquasalin không mùi không cồn đến từ châu Âu thì bạn nhận thấy là cái tác dụng của nó so với các phương pháp khác mà bạn đã từng sử dụng trước đây như thế nào? Khi mà mình dùng cái sản phẩm lăn nách không mùi đến từ châu Âu Aquasalin thì mình thấy điều đầu tiên đó là nó ngăn được mùi và mồ hôi của mình tiết ra. Cái điều thứ hai đó là mình cảm thấy cái vùng nách của mình nó rất là khô thoáng, đặc biệt là nó không còn bị đẫm cái ướt đẫm cái áo của mình ấy. Khi mà mình giơ tay lên
Và cái điều tiếp theo đó là cái sản phẩm Aquaseline thì mình được biết đó là cái sản phẩm nó rất là an toàn, nó được nhập khẩu từ châu Âu và đã được kiểm chứng rồi nên mình có thể là yên tâm sử dụng. Và sản phẩm Aquaseline thì có những cái dòng dành cho nam và nữ riêng biệt, mức độ nặng hay nhẹ thì cũng đều sử dụng được. Và khi sử dụng sản phẩm Aquaseline không mùi không cồn đến từ châu Âu thì bạn có gặp phải cái tác dụng phụ nào không? Mình hoàn toàn là không có tác dụng phụ nào. Cái sản phẩm Aquaseline này thì còn được chiết xuất từ thiên nhiên. Khi mình sử dụng á, mình không còn bị tình trạng thâm nách này, rồi thì ố áo hay là bị khô nách như là các sản phẩm khác. Mình rất là hài lòng khi sử dụng cái sản phẩm Aquaseline này thì, và mình cảm thấy rất là tuyệt vời, cũng như là rất là phải cảm ơn chương trình Sống Vui cũng như là cái sản phẩm Aquaseline đã giúp cho mình giải quyết được tất cả những cái lo lắng trước đây sau gọi là rất là nhiều lần tìm kiếm và sử dụng thử rồi. Những cái sản phẩm đấy không đem lại cái sự mong muốn như là cái sản phẩm Aquaseline này. Những lưu ý giúp thoát khỏi nỗi ám ảnh tăng tiết mồ hôi vùng nách và mùi cơ thể. Nên lựa chọn lan nách không mùi không cồn đến từ châu Âu, phù hợp với từng đối tượng và mức độ nặng nhẹ để đạt hiệu quả cao nhất. Cần làm sạch vùng da nách trước khi sử dụng. Lan nách vào buổi tối là tốt nhất, khi đó các tuyến mồ hôi hoạt động ít nhất. Đây là thời điểm để các dưỡng chất thẩm thấu vào tuyến mồ hôi. Ngay cả với những ai không bị mồ hôi vùng nách và có mùi thì hoàn toàn có thể sử dụng loại có nồng độ thấp hơn để giữ cho vùng nách luôn khô thoáng, dễ chịu. Cần phải chú ý mặc quần áo thoáng mát, chất liệu cốt tông thấm hút mồ hôi để giúp vùng nách luôn khô thoáng, tránh bị hấp thu ngược. Một điều lưu ý là cần tẩy da chết định kỳ để sản phẩm dễ dàng thẩm thấu vào tuyến mồ hôi, phát huy tác dụng. Từ khi sử dụng lăn nách Aquaseline, lăn nách không mùi, không cồn đến từ châu Âu, tôi vô cùng tự tin, thoải mái khi hoạt động ngoài trời, không lo mồ hôi vùng nách. Trước đây tôi bị hôi nách kinh niên, điều này làm tôi vô cùng tự ti và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Sau đó, một người bạn giới thiệu cho tôi sản phẩm lăn nách Aquaseline, lăn nách không mùi, không cồn, đến từ châu Âu. Chỉ sau lần đầu sử dụng, tôi đã thấy lăn nách vô cùng hiệu quả, mùi hôi nách của tôi không còn. Không chỉ vậy, sản phẩm lăn nách Aquaseline còn có tác dụng khắc phục mồ hôi nách vô cùng tốt. Khi vận động mạnh hay thời tiết nóng, tôi không còn bị ra mồ hôi nữa. Tôi cũng tự tin, vui vẻ hơn khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Tôi nghĩ rằng đây là lăn nách rất cần thiết cho những người đang gặp phải tình trạng như tôi. Và tôi sẽ tiếp tục sử dụng Aquaseline để có một vùng nách luôn khô thoáng, không mùi hôi. Aquaseline lăn nách không mùi đến từ châu Âu giúp giảm tiết mồ hôi và khử mùi hôi nách kéo dài đến vài ngày. Với thành phần từ thiên nhiên và đặc tính không mùi, không cồn, Aquaseline không gây thâm nách, không gây ố vàng nách áo. Lăn khử mùi Aquaseline gồm có 3 sản phẩm chuyên biệt cho từng giới tính và từng mức độ da mồ hôi, mùi hôi nách, nên sử dụng thường xuyên, lâu dài để đạt hiệu quả tốt nhất. Sản phẩm phù hợp cho cả những người không gặp tình trạng da mồ hôi hay mùi hôi nách. Aquaseline lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay có thêm dung tích 20ml. Cảm ơn Minh Trang rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi và hy vọng là những chia sẻ ấy thì sẽ giúp ích cho quý vị khán giả trong việc là làm thế nào để tìm được một sản phẩm ưng ý mà lại đem lại cái tác dụng tốt nhất trong việc là ngăn tiết mồ hôi cũng như là khử mùi hôi cơ thể. Cảm ơn Minh Trang rất nhiều. Đến đây thì chương trình Sống Vui của chúng tôi xin được kết thúc. Quý vị có thể gửi thắc mắc của mình tới tổng đài 1800 558889 hoặc là số điện thoại 0896 509 509, cũng như là gửi câu hỏi của mình về hòm thư songkhoeacong.bacsitivan.vn. Chi tiết hơn thì chúng ta có thể tham khảo tại website bacsitivan.vn. Đến đây cho phép chúng tôi được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Aquaseline, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.